Hello cả nhà nha. Bữa nay đám giỗ ba vợ mình có nấu món mâm cơm. Mâm cơm ba vợ. Hả? Hay hả? Ai? Ai có cái gì vậy? Ai Ai biết đâu? Đâu biết đâu? Ủa thì có mua không vậy Nguyên? Dạ. Không. Ủa này đâu vậy? Lý hả? Mấy con xuyên cái là gì vậy? Nước ngọt à? Nước ngọt hả? Nước có gà, nước kiểu như nó có... Mấy này gì vậy? Nước có gà thôi, những món gì nhẹ không kho trứng, thịt quay, mâm trái cây, bánh bánh bông lan, bánh cột. Hả? Mà lấy nước ngọt này cúng luôn. Cho bà không có nước ngọt luôn. Có trẻ hả? Có cần trẻ hả? Mang theo. Có cần trẻ không? Dịch không chặt mà hả? Trẻ một vài miếng thôi. Để lấy đi anh. Chị Trúc thì học một giờ đó nè. Đánh này không biết đúng vị không nữa. Mua có cồ nữa. Ngon. Đúng rồi. Nó đó chỉ có cồ chỉ có thứ một rồi. Ủa bà đó không có cái loại có vỏ chanh đi. Ủa này không có hả? Có hả? Có không? Có thấy chanh không? Nó đó có thứ một mà. Có loại là nó có vỏ chanh, nó không có nho khô. Vậy là qua mạc bán. Còn cốc cầu có thứ rồi. Tại bữa tiểu thấy qua mạc bán là có vỏ chanh. Dạ. Nhưng không không có nho. Dạ. Nhưng mà ăn ăn chỗ này thấy ngon hơn. Ở con thích kia hả? Con thích kia hơn thôi. Cái đó đó hình như qua mạc. Rồi sao lấy dĩa thêm hả? Cái dĩa làm gì? Có cắt ra không để ra hả? Thì đó không cắt rồi đó. Ủa ở trong thì cái này có cho chanh nè, nè Nguyên. Dạ. Cái thì này có nó hai thứ mà. Hai thứ nè. Nguyên ăn ngoại nhớ. Có, mấy cái nó chỉ có vỏ chanh thôi, nó không có nho. Ờ thấy cái này nó không nho. Dạ. Dạ. Nhưng nó có một xíu kiểu như mứt kìa. Ở giữa mứt vỏ chanh á. Ờ. Nè này mứt nè. Ông kiểu như nó có kiểu như sệt sệt ở chính giữa luôn á. Cái này không phải chanh như là cái hộp hộp chà là. Phải không? Đâu, trời là cái đậm đậm á, còn cái này chắc vỏ chanh, vỏ cam gì đó. Vỏ cam. Cái này làm ngon, ăn đã hột hổng ngán. Nó hơi ngọt. Hơi ngọt hả? Ok mà, nó ok mà. Bữa rồi anh cứ làm cũng đem theo ăn. Ta mua thì chê. Ai chê? Chê mới lị. Ăn cứ từng là cái bánh, từng bánh này ba nó bán như ta, như là 9 đồng. Kêu gì Trúc cúp cua một tiếng hồ là đang nè. Trúc nó ăn gì nổi, hồi sáng nó quất một ổ bánh mì bự luôn á. Một mình một ổ luôn á hả? À, cái trứng nữa. Nó ăn hết luôn á. Trời. Nó mới 2 giờ nó mới ăn nổi. Anh tưởng ăn nửa cái mà nó quất nguyên cái luôn. Rồi bánh mì đang ăn một thèm, anh ăn một cái còn no không chị đang. Nó ngon hả? Tại lâu qua đây không có bánh mì Việt Nam ăn. Tại nó nở tại lè. Quay. Ồ anh đã nhớ. Họ có bắt được khoảng trên thôi. Dạ. Cảm một câu là hết cả mọi người. Tông vô.
cũng xong chuẩn bị lên đang dùng cơm này. Có bé Thiện mới qua này. Thịt kho. Hải Bỉ với Nguyên mặc đồ đen đâu rồi được hợp hả? Cái gì vậy? Bố mặc đồ đen rồi. Con là điểm nhân. Dĩa dài dài, chút bự bự chút tí. Đây cái cọng này nó dài. Một món thôi. Dĩa bự đó. Nướng nhà làm. Nướng mấy sao. Hấp dẫn không? Cái dĩa cao trong cái mình. Dĩa vuông, dĩa vuông. Thu là người chặt á chứ. Người chặt ngon. Lóc mỡ bỏ hả? Cái gì? Lóc mỡ bỏ. Hậu dịch thì ok á, dịch thì ngon á. Cắt tiêu luôn canh đó nè, Thiện, Ngô Nguyên. Đó. Đó. Chị Trúc đang học bài rồi, chị Trúc 1 giờ mới xong. Em nước mới là lò. Cái này mới nhỏ, thích ăn luôn. Bây giờ cắt à. Cái gì hả? Cái này em của bệnh khác làm, anh em bảo chị Vinh nó bán hả? Đang việc làm hả? Đây nè, dưới cái tủ á. Cái tủ cho phải. Người cầm cái ăn rau vô cho để gì? Đưa cho miệng đưa ra cho bên. Rồi nước lót vô bên là xong, đi chan cuốn đi. Trên hai nhà nó kêu cuốn cuốn không giờ cuốn. Ổng cứ thịt trong vô tô rồi bún vô tô rồi rau tô rồi tăng mắm vô rồi ăn vậy thôi chứ. Nó cuốn cũng vậy không cuốn. Cái tươi ăn canh rồi nè, thì ớt sa tế đó. Giờ tôi ngồi chỗ. Bông này chắc kinh từng lễ là không, nó cũng bông nhà trồng rồi. Cúc là cúc gì ta? Đó. Nhị đó hả? Đại đó. Đại đó hả? Đại đó nhị đó cũng có giống nhau hả? Nhị đó là nhị. Thì nhị thì nhỏ hơn đại. Thì nó chưa định nở là nhị. Có nở đâu thì đại. Trồng đâu mà tháng 5 mà tới tháng 11 luôn nó mới nở, nó trổ bông. Bó tay cái bông gì, nó dai, cái sợ dai luôn. Cái gì em bự lên ngã màu màu đó hả? Ừ, mày đẹp không? Đúng ok rồi. Ok, lát đát. Một mẫu. Mâm đám dỗ. Mâm còn đám dỗ như đây thôi. Ủa bữa hôm qua chắc thằng Tỷ Đức chắc kêu ông Hiên tỉnh chơi à? Không biết. Chuyện đám dỗ anh rảnh chắc thằng Tỷ Đức kêu ông Hiên lên chơi mà.
chua nha. Rồi lấy chua với tỏi gì đó. Kêu nó cấp cô đó, loài nàng mà. Cái hỏng đó. Cái món không tỉnh sọ luôn. Tỉnh sọ luôn. Quá đầy đủ. Ba ông đã nhắn lên đó, tụi mày làm nhiều quá, tao ngán quá. Nó hết rồi. Tao làm đây rồi. Tao làm đây rồi. Không làm thôi, phải làm gì. Hiện có bốn rồi cơ. Dạ. Bốn. Giới. Giờ thì giới. Sao sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Biết chỗ là nướng. Này phải cắt á. Ờ, lấy cây dao trắng nha. Để ăn chén cơm với gà nó quay qua rồi cuốn sao. Chỗ này nó bán đúng là người Tàu luôn nè. Nó không cắt lần nhau luôn nha. Ngon quá.